có tiến sĩ Võ Văn Ái và có chị Hương là vợ của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng đã nói được nhiều chuyện về vấn đề nhân quyền và tình trạng của anh Nguyễn Quốc Quân. He once said, the member of Congress who recently crossed my husband's case to secretary in 2008 when asked about activists in Vietnam. Those are true heroes, he said. I should follow them in my way. I hope all the Vietnamese overseas who support me will pay attention to those willing to suffer because they love to have a country with freedom. Again, I thank you for convening this timely hearing and bringing congressional attention to my husband's cause. Và cũng như anh Võ Văn Ái đã nêu lên được nhiều vấn đề về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, nhất là về vấn đề tôn giáo, tình trạng của những người đang ở Việt Nam. Riêng về đài SBTN thì chúng tôi chú trọng đến những cái vấn đề chẳng hạn như là tự do về vấn đề cơ quan truyền thông, hoặc là những cái chuyện mà của bilateral trade agreement, tức là mậu dịch thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong đó đó đòi hỏi là hai nước phải công bằng với nhau. Thì tất cả những sản phẩm văn hóa của Cộng sản Việt Nam đều được đưa qua đây. Trong khi đó, những sản phẩm văn hóa, chẳng hạn như đài truyền hình SBTN của một số công ty báo chí, truyền thông, chúng ta không được qua Việt Nam để phổ biến hoặc phát hành những cái sản phẩm của chúng ta. Mặc dù đó là gọi cái mậu dịch thương mại. Mà những cái công ty đây chúng ta nói đến là công ty Mỹ, công ty của người Hoa Kỳ, chẳng hạn như đài SBTN, chẳng hạn như một số cơ sở truyền thông khác, đều là những công ty Hoa Kỳ, chỉ có là chúng ta biết tiếng Việt mà thôi. Thì chúng ta yêu cầu phía bên Quốc hội áp lực Cộng sản Việt Nam phải cho những công ty truyền thông và những cái cơ quan truyền thông này được về để phát hành những cái sản phẩm và những cái tiếng nói của họ tại Việt Nam, tại vì đây là cái mậu dịch song phương. Một vấn đề nữa mà chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh là trong cái chuyện mà thả những người bị bắt ở trong nước như nhạc sĩ Việt Khang, những người như là Điếu Cày, những người bị bắt về một cái tội danh vô cớ của Cộng sản Việt Nam và đổ những luật bên Việt Nam vì những cái luật đó có tính cách mơ hồ và bắt bớ người ta một cách không có chánh đáng. Một cái vấn đề thứ tư nữa chúng tôi muốn nhắc đến với quý vị là tất cả những người mà người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như bản thân tôi hoặc con cái của mình nữa, đối với Cộng sản Việt Nam theo luật của họ là coi như là công dân Việt Nam và có thể bị bắt lính. Khi mà Hoa Kỳ ký những cái sắc lệnh và vấn đề về giao thương Việt Cộng đó với Cộng sản Việt Nam đó, thì chúng ta không có đẩy mạnh đủ người Mỹ gốc Việt chúng ta để cho Cộng sản Việt Nam vẫn coi mình là những người Việt Nam, mặc dù con cháu chúng ta đẻ ở đây, huyết thống Việt Nam theo như luật Cộng sản Việt Nam là người Việt Nam và như vậy có thể bị bắt lính. Thì một trong những cái chuyện mà chúng ta cần áp lực với lại chính quyền của chúng ta, sở tại của chúng ta là khi mà tôi bỏ nước ra đi là tôi đã không công nhận là công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy tôi không muốn anh coi tôi là người dân của Việt Nam. Chúng ta sẽ bị những cái vấn đề pháp lý liên quan tới chuyện thứ nhất bị bắt như bác sĩ Nguyễn Quốc Quân sẽ bị phiền tại vì mình vẫn bị coi như là song tịch. Thứ nhì nữa đó, nếu mà những cái luật Cộng sản Việt Nam mà bỏ cái luật huyết thống đi thì chúng ta sẽ không bị coi là công dân Việt Nam nữa. Thứ ba, nếu quý vị nào đã từng làm cái đơn từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì quý vị biết nó nhiêu khê vô cùng. Nó tới 6-7 trang mà phải chính chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam ký mình mới bỏ được quốc tịch Việt Nam. Mà khi quý vị đóng tiền vô rồi chưa chắc chủ tịch ký. Mà thứ nhì nữa đó, quý vị phải liệt kê ba đời bần cổ đông của quý vị, đời ông nội, cháu con và nghề nghiệp mình làm cho gì, cho là mình làm cái gì và con cái mình ở đây làm cái gì, thì không ai muốn để cái đơn đó cả. Cho nên có thể một chuyện nữa là chúng ta áp lực chính quyền Hoa Kỳ của chúng ta. Tôi cần viết một tờ giấy, tôi không muốn là công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cộng sản phải chấp nhận chứ không phải đợi tới chủ tịch nhà nước ký nữa. Our recommendation and we hope that this administration and Congress will do is Vietnam future relies on a free press that can enable open debates. And we recommend that the following specific action to support an independent media. One is to Congress, in conjunction with our administration, should work for the release of all imprisoned journalists and bloggers in Vietnam. The case must be closely monitored by the U.S. Embassy as well as raising human rights and security dialogue with the government of Vietnam. Two, members of this Tom Lantos Human Rights Commission should help pass the House Resolution 484 and House Resolution 5157, the Free Vietnam Act.
such legislation addresses systemic causes of human rights violation in Vietnam, especially the Hanoi regime arbitrary use of vague national security statutes to repress peaceful dissent. And three, trade agreements with Vietnam, especially the TPP, should guarantee equal access to the Vietnamese market in terms of media products. Currently, any Vietnamese government-owned media outlet can broadcast and publish in the US freely. American companies such as SBTN and other various media entities in the US who happen to speak Vietnamese or know the language of Vietnamese cannot freely market their programs and products in Vietnam. A bilateral trade agreement calls for reciprocity, and this is not the case for Vietnam. I believe that a permanent mechanism should be in place to deter human rights violations and to promote freedom of the press in exchange for economic treatment favorably. And as number four, as to Vietnamese-American issue, Vietnam has a law which indicates that anyone with Vietnamese blood, even person like myself who served in the US Army or my sons born here, is considered Vietnamese citizen and could be subject to be drafted by them. I came over here as an immigrant. I never consider myself as a Vietnamese citizen of Vietnam. I am an American citizen and I have served this country. I demand and ask Congress to help us with blocking Vietnamese law, recognizing Vietnamese American as Vietnamese citizen. Đó là những cái điều mà chúng tôi đã trình bày hôm nay.